xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2020. Và bây giờ là 12 giờ 40 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu khuôn viên nhà thờ Chợ Quán, cũng như là trường Trần Bình Trọng, và cũng là ngôi trường Chí Thiện ngày xưa. Đó, chúng ta thấy những hình ảnh này nó rất là yên tĩnh, yên bình nè. Tại vì ngày nay thì học sinh hiện tại vẫn chưa đi học, và dự kiến là hôm nay ngày 9 đi học rồi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta lại phát hiện ra những ca bệnh mới, thành ra việc đi học lại đình lại. Và bên cánh phải cũng là khuôn viên của trường luôn nè, khu vực A và B của trường Trần Bình Trọng. Đó, phía sau cái dãy khu B này nè là hẻm Trúc Giang, Trúc Hồ. Nơi đó, nhưng mà nhà đó thì bây giờ là của chắc là chủ khác hay sao á, em thấy xây lại mới và đang cho thuê thuê phòng lại. Giống như người ta làm căn hộ ở Bắc Minh vậy đó. Có nhà bếp, có phòng ngủ, có sofa. Đó. Và hôm nay một buổi trưa mát mẻ, hôm nay trời không có nắng. Mời cô chú anh chị và bạn chúng ta đi về một cái địa điểm nữa, sẽ theo yêu cầu của anh chị Liên Đỗ và Tê Văn Tú, là đi đến hẻm 190 / 20 Trần Bình Trọng và hẻm 60 Nguyễn Trãi. Và hai hẻm này vuông góc với nhau. Nếu mình đi hẻm Nguyễn Trãi thì sẽ thông ra được Trần Bình Trọng, và nếu đi Trần Bình Trọng sẽ thông ra được Nguyễn Trãi. Và chúng ta sẽ xuất phát từ khu vực khuôn viên nhà thờ này để đi ra đường Trần Bình Trọng nè, rồi quẹo bên cánh phải là đi ra hẻm 199. Khuôn viên ngày nay rất là yên ắng, chỉ nghe tiếng chim kêu thôi, vắng bóng học sinh, vắng tiếng học sinh. Đó, những con chim trên ngọn cây dầu. Nó đang gọi bầy nha. Những hình ảnh của Sài Gòn gợi nhớ cho những anh chị và các bạn đã từng ở khu vực này, những âm thanh của thiên nhiên. Nhớ ngày xưa khi mà còn đi học ngôi trường Chí Thiện và còn đi lễ nhà thờ ở Chợ Quán. Và hôm nay ở một nơi xa, chúng ta có dịp nhìn lại khung cảnh của ngày nay để mình hồi tưởng lại những cái hình ảnh của ngày xưa thông qua video clip này. Em cũng hy vọng sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Đi thẳng con đường Trần Bình Trọng này, chúng ta sẽ đi ra bến Hàm Tử nè, đi ngang qua con đường Trần Hưng Đạo và giao lộ Cao Đạt. Con đường Trần Bình Trọng ngày nay thì nhà cửa rất là đẹp, nhà cửa rất là có giá. Nói có giá mới nhớ, ở cái thời điểm này thì giá nhà, giá đất, giá thuê phòng, giá khách sạn đều giảm rất là nhiều. Đặc biệt là những khách sạn 5 sao được giảm giá lên đến 80%, một thiệt hại chung cho tất cả mọi người, một thiệt hại lớn về kinh tế. Nhưng mà tình hình chung thì mỗi người gánh chịu một chút xíu, mình cũng không đổ thừa ai được. Và đi thẳng đường này mình sẽ đến đường Nguyễn Trãi. Thông qua những video clip như thế này thì em cũng nhận lại rất nhiều cái lời yêu cầu khác của các anh chị. Nhưng mà do thời điểm đi lại không có tự do đi lại như ngày xưa, nên thành ra những video clip cái tốc độ của em nó giảm đến 50%. Lúc trước mỗi ngày 2 video clip, nhưng mà dạo này thì chỉ còn 1 video clip thôi.
nên anh chị cũng thông cảm ha. Nhưng mà em cũng sẽ cố gắng lần lượt đi hết từng cung đường mà những con hẻm mà anh chị đã nhắn. Đó, đây chúng ta thấy có món cà ri, bún cà ri cô quay. Lúc xưa em có review nè. Một bữa bán cà ri và một bữa bán mì vịt tiềm. Hôm nay bán cà ri ha, 126 Trần Bình Trọng. Bây giờ không biết đi hẻm nào trước đây. Thẳng hướng này là Trần Bình Trọng là đi về trường trung học thực hành. Đi đến An Dương Vương, Thành Thái, rồi ra ngoài kia là Hùng Vương. Qua bên kia là chợ Hồ Thị Kỷ. Nếu mình quẹo phải là ra trường Bác Ái ngày xưa nè, và cũng là trường Đại học Sài Gòn ngày nay. Nếu các anh chị đã từng học ở đây thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại cái con đường xưa nè. Lên tí thì có đường Cộng Hòa ha. Đi thẳng đường Nguyễn Trãi này sẽ đến Võ Tánh năm xưa, cũng là Nguyễn Trãi ngày nay luôn. Ngày nay thì nối liền Nguyễn Trãi ngay ngã năm Thái Bình đó. Rồi chúng ta sẽ đi đường hẻm Trần Bình Trọng đi ha, Trần Bình Trọng trước. Rồi mình sẽ chúng ta sẽ lên đường Nguyễn Trãi này sau. Đó, thẳng hướng này là chúng ta sẽ đến chợ Bào Sen nè. Hôm nay em rất là vui khi thực hiện cái video clip này. Tại vì tôi cũng dự định đi rất là lâu rồi, nhưng mà do có việc buổi trưa đó, thành ra ngày qua ngày thì lại nán lại cho đến ngày hôm nay. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Và phía sau những comment này có rất nhiều cái comment khác nữa. Em cũng xin từ từ chia sẻ nha. Mình đi tới một tí thì có hẻm 174 bên tay phải nè. Rồi tới một tí có hẻm Phở Cây Dầu, vô nhà của anh Quân nè. Đây có hẻm này cũng vô được cái khu hẻm 174 luôn nè. Đầu hẻm bán nước đá nè. Đi tới một tí thì có chị bán cháo cá mực, cháo cá đậu đắng. Và hẻm 199 nằm bên tay trái. Ngày nay thì có những nhà xây mới nè, 187, nhà 187 đang xây lại. Thì hẻm 199 sẽ đối diện với hẻm 174 Trần Bình Trọng luôn. Và đầu hẻm ngày nay có hủ tiếu Nam Vang Mỹ Phương, đây bán cũng rất là được. Ở đây trước bán ở đường Phan Văn Trị, trường Ba Đình, trước đó là trường Thánh Linh đó ha. Và đây là hẻm 174 nè, ở trong có bán cháo cá lóc nè. Rồi mình đi tới một tí nữa thì có hẻm Cây Dầu, Phở Cây Dầu, rồi đường Thành Thái, An Dương Vương, đường Trần Phú. Và con đường Trần Bình Trọng này có rất nhiều cà phê nguyên chất, cà phê xay. Đi tới một tí nữa thì bên cánh trái màu cam cam là có bánh canh cua 14 đó, cũng rất nổi tiếng ở giữa màn hình nè. Rồi ta nhìn bên trái một tí, đó là hẻm 199. Đầu hẻm là cái chỗ bán laptop An Phong nè. Rồi bán ô tô 197 nè. Đường Trần Bình Trọng này bán rất nhiều phụ tùng ô tô cũng như tân trang ô tô. Mình tới một tí thì có hẻm 207, hôm bữa chúng ta có đi rồi đó. Và hôm nay mình vô hẻm 199 nha, để xem căn nhà số 20 ngày hôm nay như thế nào. Hẻm buổi trưa thì cũng rất là vắng. Và hình như là hẻm này là hẻm cùng. Bên trái là số
số lẻ 199 xịt 1 bit. Rồi mình đi tới một tí nữa. Không biết số 20 giờ nằm ở vị trí nào đây. Tới xịt 1A. Ồ, 20 là nằm bên phải. À, ở cuối đường có quán cà phê. Sẽ vô quán cà phê ngồi xíu nha. Ở đây là có cái hẻm nhỏ thông ra cái hẻm 207 luôn nè. Và bên trái là hẻm số 60. Nó 60 Nguyễn Trãi nè. Chút xíu nữa mình sẽ đi ra sau ha. Bây giờ mình sẽ nhìn lầu dãy nhà bên tay phải. Từ số 12, 14, 16. 16, 18, 20. 20 là cuối cùng. Nhà ngày nay xây rất là đẹp nè. Có một cửa sau nữa. Một cái chai trà không đậu. Mời các chị và các bạn uống nước nha. Nhìn ra nhà của ta nè. Rồi tạm ngưng chút xíu nha. Chúng ta tiếp tục đi về nha, đi về ra hẻm 100, hẻm 60 Nguyễn Trãi. Rồi mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở khu vực quận 5 này. Những ngôi nhà xưa xưa nè, ngay góc hẻm Nguyễn Trãi và hẻm Trần Bình Trọng. Thẳng hướng này mình ra Trần Bình Trọng lại nè. Và bên cánh trái phải chúng ta đó là hẻm 60. Nhưng mà không biết nhà anh chị là nhà nào. Có thể hẻm này nhà rất là lớn. Theo chia sẻ của chú anh chị, hẻm 80 bữa chúng ta đi tới đó là hẻm của nhà cán bộ sĩ quan ngày xưa đó. Nhưng mà không biết hẻm 60 này là ngày xưa là gì. Nhưng mà em thấy nhà rất là lớn, nhà rất là đẹp. Sáu mươi mười lăm rất là bự luôn. Rồi những nhà số 16, 14 bề ngang rất là rộng. Này đúng nghĩa là nhà cao cửa rộng luôn đó. Và đầu đầu hẻm này có cái quán phở, với lại ở đây có một cái apartment, hotel, nhà trọ nhỏ nhỏ thôi. 61, 60, 11. Nếu mà các anh chị có dịp đến Sài Gòn thì mà muốn ở trong những cái khu xóm thì mình cũng có cái địa chỉ để tham khảo ha. Và hẻm ngày nay xây nhà rất là nhiều luôn.
quán phở buổi trưa nghỉ á. Rồi mình ra đây là đường Trần Bình Trọng, và đi lên tí đó là chợ Bào Sen và hẻm 104 kế bên trường Bào Sen nữa. Rồi chúng ta đi về thôi. Và mình theo thẳng hướng này là mình sẽ đến đường Cộng Hòa, Nguyễn Trãi đi về Quận Nhất. Và số hình ảnh ở hẻm 199 và hẻm 60 gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem để hình dung lại những hình ảnh của ngày xưa và cập nhật số hình ảnh của ngày nay ha. Nếu mà các anh chị ở các tỉnh khác thì chúng ta cũng có những hình ảnh để tham khảo khi mà có con em lên Sài Gòn này và đi học thì hoặc đi làm, hoặc là chúng ta có dự định mua nhà hay là thuê nhà trọ thì mình cũng có những cái thông tin để tham khảo thông qua video này. Nhân em cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm đến Sài Gòn, quan tâm đến kênh YouTube này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.